Vệ Minh giải ngân hàng phần 3 là màn chia tay đầy cảm xúc của nhóm anh hùng vũ trụ của MCU đối với khán giả và cũng là màn chia tay của James Gunn trước khi về đầu quân cho người hàng xóm DC. Quả nhiên, không phụ lòng người hâm mộ, các fan ruột của vũ trụ điện ảnh Marvel đã có hơn 2 tiếng đồng hồ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Là bộ phim cuối cùng của trilogy Guardians, yếu tố cảm xúc được đẩy mạnh dành cho các nhân vật. Nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều chi tiết thú vị được ẩn giấu trong bộ phim. Hãy cùng chúng mình điểm lại các Easter egg trong Vol 3 này nhé. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles. Let's go. Intro đặc biệt. Tầm quan trọng của Guardians of the Galaxy Vol 3 trở nên rõ ràng ngay trong phút giây đầu tiên khi các thành viên vệ binh hoàn toàn chiếm lấy phần giới thiệu logo của Marvel Studio. Định dạng giới thiệu logo vẫn được giữ nguyên, nhưng thay vì hiển thị các cảnh anh hùng thường thấy của MCU, phiên bản này tập trung hoàn toàn vào Guardians of the Galaxy, đánh dấu lần đầu tiên Marvel Studio chỉ bao gồm các cảnh quay của các nhân vật có mặt trong bộ phim sắp tới. Điều này chứng tỏ rằng bộ phim thực sự sẽ là chương cuối cùng của nhóm anh hùng nổi tiếng nhất nhì này. Logo quen thuộc. Bộ phim bắt đầu trên Nowhere khi mà các vệ binh đang thích nghi với cuộc sống ở nơi ở mới như những gì đã thấy trong Holiday Special. Nhìn chung, mọi người nhìn có vẻ ổn, trừ Peter Quill thường xuyên đến quán bar để mượn rượu giải sầu. Tuy nhiên, nếu người xem nhìn vào bảng hiệu của quán bar sẽ nhận thấy rằng bảng hiệu thực sự trông rất quen thuộc, bởi đây chính là logo tiêu đề phim Guardians of the Galaxy, chỉ khác ở chỗ là tiếng người ngoài hành tinh mà thôi. Adam Warlock. Adam Warlock đã được nhá hàng trong bộ phim Guardians of the Galaxy Vol 2 trong phần đoạn After Credit. Lúc này, anh vẫn đang nằm trong chiếc kén mà Aisha, người Sovereign tạo ra. Ở phân cảnh mở đầu Vol 3, theo lệnh của High Evolutionary, Adam bay đến Nowhere để săn lùng Rocket và đập cho đội vệ binh một trận giả bạ. Nhưng mọi người có để ý, trong lần đầu tiên nhìn thấy Adam bay trên bầu trời, anh có phần trông giống với Superman không? Với những dự án tiếp theo của nhà văn, kiêm đạo diễn James Gunn tại DC là Superman Legacy, có vẻ như đây lại là một chi tiết có chú ý. Những gương mặt quen thuộc có mặt trong phim. Giống như nhiều nhà làm phim khác, Gunn có xu hướng sử dụng lại các diễn viên mà anh có lịch sử làm việc cùng. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu mọi người phát hiện ra một số gương mặt hoặc giọng nói quen thuộc trong Guardians phần 3 mà tự hỏi không biết đã nghe thấy từ đâu, rất có thể từ một bộ phim khác của Gunn. Greg Henry, nam diễn viên từng làm việc với Gunn trong Slither và các phim Guardians khác, đã quay lại đóng vai ông nội của Peter một lần nữa. Nathan Fillion xuất hiện với tư cách là Master Karja, một người bảo vệ tại Oscorp. Fillion cũng từng xuất hiện trong bộ phim Guardians of the Galaxy đầu tiên và trong một cảnh bị bắt của Vulture. Một gương mặt quen thuộc khác là Jennifer Holland, đóng vai một nhân viên tại Oscorp. Holland là Emilia Harcourt trong DCU và đóng vai chính trong Peacemaker của James Gunn. Holland cũng là vợ ngoài đời thực của Gunn và bộ đôi đã kết hôn từ năm 2022. Trong khi đó, Pete Davidson trong The Suicide Squad, Judy Greer trong The Specials cũng do Gunn viết, và Linda Cardellini trong Scooby-Doo Monsters Unleashed đều lồng tiếng cho các nhân vật CGI. Linda Cardellini lồng tiếng cho Lila khi đóng vai vợ của Hawkeye là Laura Barton gần đây trong Hawkeye năm 2021. Trong phân cảnh vệ binh đang giải phóng những đứa trẻ do High Evolutionary tạo ra, Mantis mở một chiếc lồng chứa một khối thịt và các bộ phận sinh học khủng khiếp. Mantis ngay lập tức hét lên kinh hãi khi nhìn thấy sinh vật này trước khi kịp bào chữa. Hóa ra, sinh vật kỳ dị này được lồng tiếng bởi Pete Davidson. Trong khi đó, Floor được lồng tiếng bởi Michaela Hoover, cũng là cộng tác viên lâu năm của James Gunn. Đội Ravagers của Starka Ogord trở lại. Sylvester Stallone trở lại với Starka Ogord trong Guardians of the Galaxy phần 3 và mang theo đội Ravagers của mình. Biệt đội trộm cắp xuyên không gian này được Nebula thuê để giúp các vệ binh đột nhập vào cơ sở an ninh của Ogorkov. Starka vẫn đóng vai trò là thủ lĩnh, Kruger thể hiện kỹ năng phù thủy của mình, Martinex và Mainframe cũng đã trở lại, mặc dù người lồng tiếng cho Mainframe lần này không phải là Miley Cyrus mà là Miss Minutes trong series Loki, Tara Strong. Người xem thấy Starka tương tác với Martinex, Kruger và Mainframe, nhưng hai thành viên khác là Aleta Ogord do Michelle Yeoh và Charlie 27 do Ving Rhames đã bị loại khỏi phim. Không lý do nào được đưa ra để giải thích tại sao Aleta và Charlie 27 lại vắng mặt trong đội hình Ravagers lần này. Howard the Duck. Lần đầu tiên được bắt gặp là trong số các vật trưng bày của The Collector ở Nowhere trong Guardians of the Galaxy Vol 1. Howard xuất hiện trở lại trong Vol 2 khi tiệc tùng trên Cortracia. Trước khi xuất hiện chiến đấu bên cạnh Ravagers, Avengers và mọi người khác trong trận chiến chống lại Thanos trong Avengers Endgame. Trong Guardians of the Galaxy Vol 3, Howard the Duck được nhìn thấy đánh chơi poker cùng với Cracklin và một số gương mặt quen thuộc khác khi Cracklin được yêu cầu giúp đỡ bởi Peter. The Broker. Bên cạnh Howard the Duck tại bàn chơi poker, người hâm mộ có thể nhận ra một gương mặt quen thuộc khác, The Broker từ phần phim đầu tiên. Trong bộ phim đó, chủ cửa hàng từ Zodo ban đầu đồng ý mua quả cầu từ Peter với ý định chuyển cho The Collector. Nhưng ông ngay lập tức từ chối nhận nó sau khi biết Ronan the Accuser cũng đang theo đuổi món đồ này. Christopher Fairbank, người đóng vai The Broker, cũng xuất hiện trong một tác phẩm nổi tiếng khác của Disney gần đây, Star Wars. Ông thủ vai nhân vật Olaf bị giam giữ trong các tập phim về nhà tù của Andor. Những bộ trang phục rực rỡ. Guardians of the Galaxy phần 3 đề cập đến một tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng mang tính biểu tượng qua một phân cảnh trong phim.
khi cả nhóm thâm nhập vào Ogoscorp. Star-Lord, Drax, Mantis, Nebula và Gamora mặc những bộ đồ không gian với nhiều màu sắc khác nhau. Trong khi một số người hâm mộ nghĩ rằng đây là chi tiết liên quan đến trò chơi phổ biến Among Us, James Gunn đã bác bỏ trên Twitter khi tiết lộ rằng những bộ quần áo đang gợi nhắc đến bộ phim 2001: A Space Odyssey của Stanley Kubrick cũng có những bộ đồ vũ trụ có màu sắc tương tự. Lila, Tiff và Floor. Ba người bạn đầu tiên của Rocket, tất cả đều là thí nghiệm của hai Evolutionary, lấy cảm hứng từ các nhân vật truyện tranh khác nhau có liên quan đến anh. Lila the Other là bạn tâm giao của Rocket trong truyện tranh. Tiff dường như được lấy cảm hứng từ Walrus. Walrus giống như Rocket là một Half-Worlder, một loài được tạo ra bởi hai Evolutionary. Half-Worlders được giao nhiệm vụ bảo vệ một trại tị nạn ở giữa không gian và Walrus là một trong những đồng minh ban đầu của Rocket. Floor dường như được lấy cảm hứng từ Blackjack O'Hare, một Half-Worlder khác. Blackjack trở thành một lính đánh thuê trong truyện tranh và đối đầu với Rocket một vài lần. Nhân vật này cũng từng là thành viên của Guardians of the Galaxy. Ceronians và Animan. Gamora đang giải thích về hai Evolutionary cho các vệ binh rằng ngoài việc tạo ra Sovereign, hắn còn tạo ra các xã hội khác. Hai trong số những cái tên này là Xenorian và Aminan. Trong truyện tranh, Xenorian là một chủng tộc hòa bình, trị vì bởi vua Randall. Randall từng đối đầu với Hulk trước khi bị tiêu diệt bởi chính những người mà hắn cai trị. Trong khi đó, Animan được coi là người hầu của hai Evolutionary. Animan gồm một nhóm động vật hình người bao gồm diều hâu, động vật giáp xác, rồng Komodo và cáo bay. Ngoài ra, còn có một nhóm siêu tội phạm hình dáng tương tự được coi là Anti-Man và là kẻ thù của Daredevil, Avengers và X-Men. Ura. Daniela Melchor của The Suicide Squad cũng đóng vai Ura, một nhân viên của Ogoscorp. Mặc dù tên nhân vật của Melchor được phát âm là Uda, Peter đã phát âm gần giống với cách viết tiếng Anh của nó. Cái tên có thể hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, là một nhân vật với cái tên tương tự từng xuất hiện trong bộ truyện tranh duy nhất. Ura là một nhân vật được tạo ra trong bộ truyện tranh Space Squadron năm 1951. Space Squadron được xuất bản bởi Atlas Comics, trước đây là Timely Comics, và sau đó Marvel Comics vào những năm 1960. Trong tập truyện này, một thành viên của Moon Man tên là Ura có thể thôi miên mọi người. Star-Lord thừa nhận trách nhiệm cho The Blip. Một trong những chi tiết gợi nhắc đến MCU lớn nhất trong Guardians of the Galaxy phần 3 là khi Peter Quill thừa nhận anh chịu trách nhiệm một phần cho cú búng tay của Thanos. Trong lúc kể lại các sự kiện của Avengers Infinity War, anh đề cập rằng phản ứng của anh ấy khi biết về cái chết của Gamora đã cho phép tên khoai lang tím chiếm thế thượng phong. Hành động của Peter khiến anh nhận nhiều chỉ trích trên mạng sau khi bộ phim ra mắt. Phần 3 cho thấy sao Chúa hoàn toàn nhận thức được lỗi lầm của mình khi khiến một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất trong 5 năm. Câu chuyển thể đầu tiên của Marvel. Star-Lord chính thức lập kỷ lục cho Marvel trong Guardians of the Galaxy phần 3 bằng cách thốt ra câu chuyển thể đầu tiên trong các bộ phim của Marvel Studios. Sau rất nhiều năm kiểm duyệt, các nỗ lực khác nhau để nói ra những từ này, khán giả cuối cùng cũng có thể nghe rõ Peter nói rằng "Open the door." Các bộ phim Guardians of the Galaxy đã gần như có một câu chuyển thể trong quá khứ, với Groot được cho là đã thốt ra một từ bậy bạ trong phần phim thứ hai. He says, "Welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy." Only he didn't use frickin'. Obelisk. Một nhân vật quen thuộc khác từng xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã quay trở lại trong phần phim lần này. Đó là loài ngoại lai có sức thu khổng lồ, Obelisk, được nhìn thấy trong cảnh mở đầu của Guardians of the Galaxy Vol. 2, với tư cách là một sinh vật mà nhóm đã chiến đấu để bảo vệ Sovereign. Loài sinh vật này giờ đây đóng vai trò rất khác trong phần phim thứ 3 khi Mantis tìm được cách gắn kết với chúng. Điều này có thể là bởi vì Obelisk không ăn thịt người, chỉ ăn pin năng lượng. Yondu. Nhân vật Yondu của Michael Rooker có một vai khách mời trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sự xuất hiện bao gồm Yondu nói một câu đối thoại quen thuộc từ Guardians of the Galaxy Vol. 2. Đây là một thời điểm quan trọng đối với Kraglin vì chính câu khích lệ này đã giúp anh kiểm soát mũi tên và vây từng thuộc về Yondu. Khoảnh khắc này đã cho thấy rằng mặc dù Peter có thể là người con trai mà ông yêu quý nhất, Yondu vẫn luôn xem Kraglin như là một người con trai khác. Và đó là những quả trứng phục sinh và những chi tiết bí ẩn mà chúng mình tìm được trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Vẫn còn những chi tiết khác liên quan đến nhân vật Phylavel hay đoạn after credit nhưng chúng mình sẽ để dành cho hai video sau nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, Tentacles xin chào và hẹn gặp lại.